Nintendo bị bắt quả tang dùng giả lập cho chính hệ máy của mình. Hacker tấn công Game Freak và tung ra lò Pokemon sặc mùi Fury. VTuber bị Twitch bắt bẻ vì để lộ hông. Tekken 8 hút máu khiến người chơi phẫn nộ. Đây là một số tin tức nổi bật mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong bản tin tuần này. Còn bây giờ thì tôi là Pikachu, phóng viên trực thuộc đài truyền hình Game Cực Hay. Và đây là Food News số 184. Bạn khao khát trải nghiệm hàng ngàn trò chơi hấp dẫn mà các hãng cứ liên tục tăng giá? Đừng lo, Rivoji chính là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Với hơn 2.000 tựa game đa dạng từ hành động, phiêu lưu đến chiến thuật và thể thao, người dùng có thể thỏa sức khám phá mà không phải lo lắng về chi phí. Đặc biệt, dịch vụ còn tích hợp tài khoản Netflix giúp bạn vừa chơi game vừa thưởng thức những bộ phim và series truyền hình nổi tiếng. Đây là nền tảng giải trí toàn diện, mang đến trải nghiệm liền mạch và không giới hạn. Ngoài ra, Rivoji đã mở rộng với dịch vụ Rivoji PC, cho phép người dùng thuê máy tính cấu hình cao với mức giá hợp lý. Không cần đầu tư vào những dàn PC đắt đỏ, bạn vẫn có thể chinh phục các tựa game bom tấn yêu cầu đồ họa mạnh mẽ, đảm bảo hiệu năng tối ưu. Trải nghiệm Rivoji ngày hôm nay để bước vào thế giới giải trí đa sắc màu với chi phí cạnh tranh và dịch vụ chất lượng hàng đầu. Bảo tàng Nintendo bị phát hiện dùng giả lập. Ngày 2 tháng 10, Nintendo đã chính thức khai trương bảo tàng cùng tên trong một nhà máy được cải tạo ở thành phố Uji, tỉnh Kyoto. Không chỉ để trưng bày các sản phẩm và công nghệ, bảo tàng khổng lồ này còn là nơi lưu trữ lịch sử 135 năm gắn bó với ngành công nghiệp trò chơi điện tử của Nintendo. Từ những bộ bài Hanafuda truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp của công ty vào năm 1889, đến máy chơi game hiện đại, bảo tàng mang lại cho người xem một cái nhìn toàn diện về sự phát triển của hãng này, cũng như tầm ảnh hưởng của họ đối với thế giới game và văn hóa đại chúng. Đặc biệt, khu vực trải nghiệm các trò chơi cổ điển sẽ đóng vai trò là một điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích hoài niệm, nơi họ có thể quay lại tuổi thơ và tận hưởng những giây phút giải trí tuyệt vời. Thế nhưng, điều này lại là nguồn cơn khiến Nintendo vừa bị đem ra làm trò cười. Cụ thể thì, một người tham quan đã chia sẻ là khoảnh khắc anh này nghịch ngợm cái tay cầm máy SNES và ngạc nhiên chưa, nó lại phát ra âm thanh báo nhận USB của Windows. Dấu hiệu trên cho thấy chiếc console được Nintendo trưng bày thực chất là một cái PC đang chạy giả lập SNES mà thôi. Với các hệ máy cũ mấy chục năm tuổi đã ngừng sản xuất từ lâu như SNES, thì việc kiếm ra được một phiên bản còn chạy tốt gần như là không thể, nên dùng đến giả lập là điều tất yếu. Nếu Sony hay Sega làm điều này thì có lẽ sẽ chẳng ai cười. Thế nhưng, đây lại là Nintendo, một hãng khét tiếng chuyên dò kiện để bắt các phần mềm giả lập lẫn website chia sẻ ROM phải đóng cửa cơ mà. Anh đi khắp nơi tuyên bố giả lập đồng nghĩa với phạm pháp, xong lại dùng giả lập ngay trong cái bảo tàng truyền thống của mình thì quá là trớ trêu. Chưa hết, một số người sàn IT còn chỉ ra việc cái tay cầm USB có thể tháo ra dễ như vậy cực kỳ nguy hiểm về mặt bảo mật. Kẻ xấu có thể thông qua cổng này để gà mã độc đột nhập vào hệ thống nội bộ chứ chẳng đùa. Game Freak bị hack, lộ lò Fury. Chủ nhật tuần trước, hàng loạt thông tin mật của hãng phát triển Pokemon Game Freak đã bị chia sẻ lên mạng xã hội, từ mã nguồn đến các chi tiết dự án trong tương lai. Ví dụ Pokemon Synapse, trò chơi sắp ra mắt sẽ tập trung vào các trận đấu Pokemon giữa người chơi với nhau, hoặc máy chơi game Nintendo Switch tiếp theo có tên mã là Arceus. Tuy nhiên, thứ được chia sẻ nhiều nhất đồng thời cũng khiến nhiều người ngạc nhiên chính là lore của Typhlosion, một Pokemon hệ lửa xuất hiện ở Gen 2. Nó bắt đầu bằng một câu không thể red flag hơn như sau: ngày xưa ngày xưa, khi ranh giới giữa Pokemon và con người còn chưa rõ ràng. Tôi thừa biết các bạn đang nghĩ gì trong đầu, và nó đúng như những gì mà các bạn đang nghĩ á. Đây là chuyện tình giữa một con người và Pokemon, nhưng nó thậm chí còn kỳ hơn mấy cái fanfic bình thường. Nhân vật chính, cô gái trẻ bị lừa bởi một con Typhlosion có khả năng thay đổi hình dạng khi cô nghĩ rằng nó là một con người. Chuyện không mô tả kỹ, chỉ nói rằng cô gái đã bị đánh ngất, cuối cùng thức dậy và thấy mình đã sinh ra một đứa bé. Cha cô gái sau đó đã tìm đến và giết Typhlosion, đưa hai mẹ con trở về làng. Tuy nhiên, họ thường xuyên bị những người trong làng chiêu chọc, cuối cùng cũng phải bỏ vào rừng một lần nữa. Không rõ tại sao câu chuyện này lại được tạo ra hoặc lý do nó nằm trong các tệp bị leak này. Chúng ta cũng chẳng thể nào biết ai đã viết nó hoặc liệu Nintendo có định đưa nó vào game hay không. Nhưng chắc chắn rằng đoạn lore này sẽ khiến cho hình ảnh của Typhlosion không còn được như xưa nữa. Bản thân Game Freak đã đưa ra tuyên bố rằng họ đã bị hack vào đâu đó trong tháng 8, khiến cho tên cũng như thông tin liên lạc của nhiều nhân viên đã bị lộ. Đáng chú ý, công ty này đã không đả động gì tới các tài liệu liên quan đến Pokemon đã bị chia sẻ trên mạng, bao gồm cả cái lo sực mùi Fury nói trên. Công bằng mà nói, nếu câu chuyện trên có thật, được Game Freak xem xét cho vào game đi nữa thì cũng không quá ngạc nhiên. Nhiều thần thoại, bao gồm cả thần thoại Nhật Bản, thường hay kể chuyện về những loài động vật biến thành người hoặc ngược lại để lừa dối gà gặm các cô gái. Ví dụ điển hình nhất là anh Zeus trong thần thoại Hy Lạp chẳng hạn.
Nhiều câu chuyện về yokai của Nhật Bản bắt đầu bằng việc các vị thần động vật lấy vợ, lấy chồng là con người. Một số tự nguyện, còn một số thì không. Rồi sinh ra những đứa con lai. Ngay chính Thai Flotion được cho là dựa trên Mujina, một yokai có thể thay đổi hình dạng. Thế nên, vì một ông nhân viên của Game Freak nghĩ cho nó cái lo này thì cũng có cái sự hợp lý ở trong đó. VTuber tố bị tweet phân biệt đối xử. Vào tuần trước, tweet tung ra Enforcement Notes, các giải thích và ví dụ bổ sung được thiết kế để giúp streamer dễ tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng mà họ đặt ra hơn. Tuy nhiên, một trong số đó đã nhanh chóng gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng VTuber, cụ thể là điều khoản. Chính sách về trang phục áp dụng cho VTuber cũng giống như mọi streamer khác. Quy tắc này thường bị bỏ qua với phần hông. Xin hãy đảm bảo rằng model VTuber của bạn đã che phủ kín chỗ này. Trong vài năm trở lại đây, VTuber đã trở thành hiện tượng. Những streamer này thay vì show khuôn mặt thật của mình thì sẽ dùng người mẫu ảo đại diện thay thế. VTuber Iron Mouse thậm chí đã phá vỡ kỷ lục về số lượng người đăng ký mọi thời đại của Twitch vào tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, làm nghề này cũng có những khó khăn riêng của mình. Chẳng hạn, vì không show mặt nên thứ được ngắm nhiều nhất sẽ là model của họ. Để thành công thì model phải đẹp, phải biểu cảm và những thứ này lại không hề rẻ. Chi phí thiết kế và chỉnh sửa chúng có thể lên đến hàng nghìn đô mỗi lần. Chính vì lẽ đó, việc tweet cứ ít bữa lại cập nhật thay đổi chính sách, bắt chỉnh sửa lại model khiến các VTuber cảm thấy họ như bị làm khó dễ. Có người hài hước chia sẻ bức ảnh nhân vật mặc áo choàng Hồi giáo với chú thích: "Model mới của VTuber được tweet chấp nhận nè anh em ơi." Kiểu này có lẽ các VTuber chuyển sang làm YouTube hết cho lành. Yajirobe mạnh nhất Dragon Ball. Tuần trước, tựa game mới nhất thuộc thương hiệu Dragon Ball đã chính thức ra mắt người hâm mộ. Sau hơn chục năm vắng bóng, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi quay trở lại với cái tên gốc Sparking cùng lối chơi 3D fighting quen thuộc. Và cũng như các phiên bản trước, tựa game lần này cũng sở hữu số lượng nhân vật khổng lồ nhờ việc tách tất cả các biến thể ra thành các lựa chọn có thể chơi được. Đơn cử như Son Goku có tới tận 19 phiên bản từ già đến trẻ, từ tóc xanh tới tóc đỏ, do đó tới gần 200 nhân vật. Dĩ nhiên, việc cân bằng Sparking Zero cần rất nhiều thời gian. Cơ mà khác với các tựa game trước, Bandai Namco mang cả răng mod vào tựa game đối kháng mang nặng tính for fun này. Thành ra, xuất hiện rất nhiều thành phần tryhard tận dụng sự chưa tối ưu để tạo ra meta từ nhân vật cùi bắp nhất trong Dragon Ball. Yajirobe. Như đã nói, Sparking hay tên mà mọi người ngoài nước Nhật quen gọi Budokai Tenkaichi, thực tế có định hướng cho vui và phục vụ fan của bộ truyện nhiều hơn là cố gắng làm ra một tựa game fighting đúng nghĩa. Thế nên, các nhân vật trong tựa game này thường có sức mạnh khác xa nhau cho đúng với tinh thần của bộ truyện, nhằm để khuyến khích người chơi xây dựng một đội hình cân bằng thay vì spam 5 thằng Saiya tóc xanh. Rank Mode sẽ có chế độ chơi tag team và giới hạn Dragon Boy. Bạn sẽ có 5 slot để chọn trong đống nhân vật này. Đứa mạnh sẽ tốn nhiều Dragon Boy hơn đứa yếu, miễn sao tổng số Dragon Boy không vượt quá 15. Cơ mà đa số bọn này đều tốn 5 đến 8 Dragon Boy. Thành ra, nói 5 slot nhưng thực tế người chơi chỉ dùng từ 2 đến 3 nhân vật là hết dẫu rồi. Tham nhiều mà nhét một đống nhân vật 2 đến 3 Dragon Boy vào thì cũng không ăn thua. Ấy thế nhưng, mọi người phát hiện ra trong đống đấy có gà béo Minjirobe, vốn yếu nhất trong Dragon Ball. Yajirobe trong game chỉ tốn 2 Dragon Boy và yếu ở mọi thứ trừ lượng máu. Bù lại, cậu ta có kỹ năng độc đáo từ bộ skill hồi theo thời gian, đó là ăn đậu thần giúp hồi full cây máu. Thành ra, công thì không ăn ngay, nhưng Yajirobe lại là lựa chọn tuyệt vời cho lối chơi tử thủ. Bạn chọn hai nhân vật gây đam chính, đánh nhau không lại thì đổi sang Yajirobe tử thủ, cắn máu và chờ chiến thắng nhờ hết giờ. Hơi hẹn xíu, nhưng đây trở thành chiến thuật rất phổ biến cho người chơi trai hạt trong khoảng thời gian gần đây. Bandai Namco còn cho biết Dragon Ball Sparking Zero đã cán mốc 3 triệu bản bán ra chỉ trong 24 giờ đầu ra mắt. Chuyện gì đã xảy ra với Tekken 8? Tekken 8 đã có một màn ra mắt khá thành công, điểm số cũng như doanh số bán đều cao chót vót. Thế nhưng tuần trước, nếu các bạn vào Steam sẽ thấy nó bị tuột hạng xuống mức mostly negative. Vì sao người chơi lại tức giận như vậy? Giọt nước tràn ly chính là bản đồ DLC mới Genmaiji Temple. Ở DLC trước đó, ngoài nhân vật Lydia, game còn tặng thêm một map miễn phí cho tất cả người chơi, ngay cả những game thủ không mua Season Pass. Tuy nhiên lần này, Genmaiji Temple không được bao gồm trong Season Pass mà phải mua riêng với giá $5. Thậm chí, mấy người mua bản Ultimate Edition cũng phải móc ví. Hành động này khiến game thủ cảm thấy mình y như con dịch bị Bandai Namco giặt từng sợi lông. Hẳn các bạn sẽ tự hỏi, ủa, còn cái map thôi mà, mấy người có quan trọng quá vấn đề lên không vậy? Xin thưa là không. Các màn chơi trong Tekken thực sự rất quan trọng. Nếu trong game đối kháng 2D, màn chơi đôi khi có vài thứ có thể tương tác được, nhưng cuối cùng chủ yếu chỉ đóng vai trò phong nền. Nhưng trong Tekken 8 thì khác, màn chơi là không gian 3 chiều với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, có tường, chướng ngại vật hoặc cạm bẫy. Một số combo chỉ có thể thực hiện được trong map có yếu tố hoặc kích thước nhất định. Nếu có kế hoạch tham gia bất kỳ sự kiện thi đấu địa phương hay quốc tế thì người chơi cần phải mua và luyện tập trong những bản đồ này.
Tuy vậy, nếu mua rồi bạn cũng sẽ phát hiện ra khi đánh răng, map này rất ít khi xuất hiện. Bởi để điều đó xảy ra, cả hai bên đều phải sở hữu nó rồi được mấy chỗ ngẫu nhiên chọn trúng vào nữa. Với tất cả những điều bức xúc nói trên dồn nén, cộng đồng Tekken 8 dĩ nhiên là phản đối rầm rầm. Giám đốc của trò chơi Katsuhiro Harada đã phải lên mạng xã hội để giải thích. Ông này cho biết màn chơi miễn phí phát hành cùng với nhân vật Lydia là ngoại lệ một lần mà thôi. Điều đáng lẽ nên được nói rõ ràng hơn. Nhưng phần đáng chú ý nhất là khi giám đốc của Tekken nói rằng việc thực hiện từ game này cần có sự hợp tác giữa studio phát triển và hãng phát hành. Ông tự nhận mình đã lo lắng về mối quan hệ của hai bên mà không thực hiện vai trò của mình. Harada cũng hứa sẽ thay đổi cấu trúc, đưa cộng đồng làm trọng tâm như khi xưa. Lời phát biểu nói trên được nhiều người hiểu rằng ông đang ám chỉ việc Bandai Namco đang đưa ra những chính sách hút máu triệt để game thủ và Harada sẽ thay đổi điều đó. Thế nhưng, cộng đồng chưa kịp mừng thì hai ngày sau khi đăng lên, dòng tweet trên đã bị xóa. Không rõ liệu có ai đã đến nói chuyện thân mật và buộc ông này phải xóa tweet đó không. Nhưng các bạn có lẽ không nên quá trông chờ vào việc game sẽ thay đổi khi đến chính giám đốc phát triển nó còn bị đàn áp như thế. Tekken 8 hiện đã thoát khỏi rating thấp sau khi Steam bỏ hàng loạt review 1 sao đi với lý do chúng không liên quan. Ủa, game hút máu người ta rating 1 sao là rất liên quan chứ đúng không? Tin vắn. Sau nhiều đồn đoán, NetEase chính thức công bố Destiny Rising từ game mobile hợp tác với Bungie. Hãng game Trung Quốc cũng chính là đơn vị thực hiện Diablo Immortal cùng với Blizzard, nên fan của Destiny thật ra không hy vọng cho trò chơi mobile free-to-play này cho lắm. GameSense đã chia sẻ một số thông tin tài chính về Black Myth Wukong trong triển lãm thương mại kỹ thuật số toàn cầu GDTE diễn ra tại Hàng Châu vào cuối tháng 9 vừa qua. Studio này ước tính tổng chi phí phát triển của Black Myth Wukong chỉ khoảng hơn 300 triệu nhân dân tệ, tương đương 42,3 triệu đô la. Không rõ liệu 42 triệu đô la được đề cập ở trên có bao gồm chi phí tiếp thị hay không, nhưng dù có gấp đôi con số ấy lên thì Black Myth Wukong vẫn đã kiếm về doanh thu gấp nhiều lần số vốn đầu tư. Nó đã bán được 10 triệu bản trên toàn cầu trong 3 ngày đầu tiên, vượt qua mốc 18 triệu bản trong 2 tuần, với ước tính tổng doanh thu của trò chơi chỉ riêng trên Steam đã hơn 1 tỷ đô la. Có tin đồn, sau khi hoàn thành God of War Ragnarok, thời gian vừa qua Santa Monica Studio đã remaster bộ 3 phần game God of War gốc. Theo đó, hiện God of War Rick Saga đã hoàn thành và chỉ chờ được công bố ngày phát hành. Activision tuyên bố, nhờ sử dụng AI để giám sát voice chat người chơi, họ đã thành công giảm tới 43% hành vi toxic trong Call of Duty so với hồi đầu năm nay. Công ty này khoe con AI không những phát hiện những từ ngữ mang tính xúc phạm mà còn dựa vào phản ứng của người nghe để quyết định xem có nên report hành vi đó hay không. Trên Metacritic của Resident Evil 9 bỗng dưng xuất hiện, khiến dấy lên nhiều đồn đoán rằng tựa game này sắp được Capcom công bố. Hiện trạng này ngoài cái tên ra thì không có bất kỳ thông tin nào khác như ngày phát hành hay hệ máy. Mặc dù đã đóng cửa hồi đầu tháng trước, con God vẫn được liên tục cập nhật. Không rõ liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy nó đang được Sony tìm cách hồi sinh dưới dạng một tựa game free-to-play hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với Famitsu, cha đẻ của Discord, Stanislav Wisniewski đã thảo luận về nguồn gốc của nền tảng này. Khi đó ông bị nghiện với Final Fantasy 11 và đã phát triển một phần mềm để trò chuyện với bạn bè, trong khi chơi từ game MMO nhà Square Enix. EA đưa ra thông báo chính thức ngừng nhận nạp tiền và tạm đóng cửa từ game Plants vs Zombies 3 vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Lý do được đưa ra là để cải tổ toàn bộ từ game sau khi nhận về quá nhiều gạch đá. Một thông tin khác cũng liên quan đến EA. Hãng này cho biết sản phẩm sắp ra mắt của mình, Dragon Age: The Veilguard, sẽ không sử dụng De Novo. Đây là một thông tin được nhiều người đón nhận như cách để hãng phát hành này thể hiện sự tôn trọng khách hàng của mình. Dragon Age: The Veilguard sẽ ra mắt vào ngày 31 tháng 10 tới đây. Bears, công ty sản xuất bức tượng quảng cáo cho Assassin's Creed Shadow cho biết sẽ tạm dừng sản xuất để chỉnh sửa lại thiết kế nhạy cảm sau khi nhận về nhiều chỉ trích. Phản hồi về tuyên bố này cũng khá trái chiều khi có fan hài lòng nhưng một số người thì cho rằng đơn vị này nên kiểm tra chọn lựa thiết kế kỹ càng hơn trước khi đưa vào sản xuất. Tuần trước, Game Week đã đưa tin về việc bang California của Mỹ đưa ra đạo luật cấm các cửa hàng bán game như Steam dùng chữ mua game mà phải nói rõ cho biết đây chỉ là mua quyền chơi game mà thôi. Đến tuần này thì Valve đã nhanh chóng chấp hành. Hiện tại Steam đã nói rõ việc này trước khi người dùng nhấn thanh toán. Thực ra, đây là việc lâu nay họ vẫn làm. Chi tiết chúng tôi đã có một video riêng phân tích về vấn đề này rồi các bạn nhé. Và vừa rồi là tất cả thông tin mà chúng tôi muốn đem đến cho các bạn tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like, share, đồng thời đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ những số video tiếp theo. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Andy13, Star Trần Store, Kuro, Quick9010, Đoàn Phúc Thịnh đã tham gia Run Master của Game Cực Hay. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own.